Xin trân trọng kính chào quý khán giả của đài. Hôm nay Trâm Anh lại trở lại với phần giới thiệu của công ty dược mỹ phẩm Joy, và hôm nay đặc biệt là Joy Shopping, và cũng có Thảo ngồi đây hiện diện với Trâm Anh. Xin chào Thảo. Xin kính chào chị Trâm Anh và Thảo Ly, cũng xin trân trọng kính chào quý vị đang theo dõi cùng với chương trình của chúng ta ngày hôm nay, trở lại với Joy Health and Beauty. Hôm bữa thì Trâm Anh có đọc nói về sản phẩm Fucodon này là được FDA cấp giấy phép. Những cái thông tin nào, độ an toàn như thế nào là mình mới được cái giấy phép đó, đúng không Thảo? Đúng vậy thưa chị. Thưa quý vị, với sản phẩm Fucodon Amino Chlorella 450 thì đã được FDA của Hoa Kỳ cấp chứng nhận an toàn để sử dụng, bởi vì đây là một loại dược thảo được điều chế, được nghiên cứu từ Nhật Bản, Okinawa, do bác sĩ Kichiro, và được biết rằng là đã thử nghiệm và được dùng qua chưa có bệnh ung thư đến những người có bệnh ung thư, và được an toàn với những loại dược thảo hoàn toàn từ thiên nhiên đó. Và chúng ta cũng biết rằng là với cái lượng amino polysaccharide trong tảo nâu, cũng như là những thành phần chất như là iodine và nhiều thành phần khác, hoàn toàn là có lợi cho cơ thể chúng ta, chứ không có đem đến những cái điều mà phản ứng phụ giống như là những cái loại, một số loại thuốc tây mà chúng ta thường được biết đến. Phải nói rằng Fucodon thì là một sản phẩm được biết trong thời gian qua ít nhất cũng phải 5-10 năm, nhưng mà cái mới ở đây là có kết hợp với lại amino chlorella có trong cái T-cell và NK-cell, là những cái tế bào mà giúp lại đề kháng miễn nhiễm, và chúng ta còn có cả những cái thành phần khác mà làm bớt cho máu bị đông cứng lại, và giúp cho không có bị nghẽn mạch, và được so sánh hiệu quả như là nhiều loại thuốc tây, chẳng hạn như là heparin và warfarin, làm lành vết thương trong cơ thể nhanh chóng và tăng đề kháng cao hơn. Và bên cạnh đó chúng ta còn thấy là lượng chlorella, đó là một cái loại dưỡng sinh dinh dưỡng là superfood đó chị, có chứa đựng 18 loại amino acid mà cơ thể bắt buộc cần phải có để duy trì sự sống và giúp cho sự trẻ hóa, cho nên là Fucodon này còn được gọi là Fucodon Amino. Thảo Ly xin giới thiệu đến quý vị sản phẩm Fucodon Amino Chlorella, giá là $160 cho mỗi lọ, đặc biệt là với promotion để công ty chào đón quý vị đến với chúng tôi sẽ được mua 2 tặng 1. Khi mua cái sản phẩm này thì sẽ được tặng, được quà tặng kèm theo. Công ty dược mỹ phẩm Joy, số điện thoại là 714-548-8325, 714-548-8325, và quý vị có thể vào website tại địa chỉ www.duocthaojoy.com. Vừa rồi thì chị có được một cái bài của một cái chú tên là Danny Trí Nguyễn, chú ở bên Texas lận. Vâng. Chú viết như vậy: tôi được nghe qua về sự thành công của dược thảo Fucodon chi dược tảo cho sức khỏe của nhiều người, đặc biệt là bệnh ung thư và lão hóa. Tuy là trong trường hợp của tôi không bị ung thư, nhưng mà tôi bị đau nhức và bắt đầu bị tiểu đường tăng xong thì rất là cao. Dạ vâng. Mà còn bị mất ngủ nữa. Vì tất cả những cái điều đó làm cho ông trở nên bị stress rất là nặng. Mới có 57 tuổi mà tôi đã thấy mình thật là già. Trí nhớ thì kém cỏi hơn nhiều so với năm trước. Người không còn sức sống nữa. Thì chú mới hỏi mình là vậy bây giờ tôi phải làm gì. Thì nếu mà Thảo Ly khi mà nhận được một cái bài, một cái email như vậy gửi vào công ty, thì với Thảo thì Thảo định làm giới thiệu cái sản phẩm nào? Thưa chị, dĩ nhiên là như chú có đề cập vào những cái dòng đầu là chú có nghe qua về Fucodon. Với sản phẩm Fucodon Amino Chlorella sẽ có thể giúp được cho chú, bởi vì sản phẩm này với những thành phần chất từ Nhật Bản mà các bác sĩ cái viện nghiên cứu về ung thư và chữa trị bệnh ở bên Nhật Bản, thì chúng ta biết được rằng là những bệnh như là tiểu đường như chú nói nè, mệt mỏi tăng xong hay là mất ngủ làm cho cơ thể của chú cảm thấy căng thẳng. Đúng. Một ngày chú có thể dùng từ 2 đến 4 viên. Cảm ơn công ty dược mỹ phẩm Joy đã có một cái buổi nói chuyện ngày hôm nay với Joy Shopping, và số điện thoại để quý vị gọi vào công ty là 714-548-8325, 714-548-8325. Bên cạnh đó, quý vị cũng có thể vào trang nhà tại địa chỉ www.duocthaojoy.com. Công ty dược mỹ phẩm Joy Super Fucodon Amino đơn dương tảo 450, sản phẩm chính gốc từ Nhật Bản, guarantee 100% hữu hiệu, mang thật nhiều lượng amino acid, polysaccharides và đơn dương tảo. 100 viên thần diệu giúp cân bằng huyết áp và lượng đường trong máu, tiêu trừ cholesterol, giảm mỡ, thúc đẩy máu huyết lưu thông, đầu óc minh mẫn, chống lão hóa, giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng sau cơn bệnh.
Sự hữu hiệu từ hàng trăm ngàn quý khách sử dụng, sự an tâm khi có được cơ quan FDA Hoa Kỳ kiểm duyệt và approve 100% an toàn mang lại thành công rực rỡ cho sản phẩm mới có 102 này. Bác sĩ Keijiro từ Viện Nghiên cứu chống ung thư tại Okinawa, Nhật Bản đã tốn biết bao công sức bào chế và cho ra đời sản phẩm tuyệt vời Super Fucodin Amino đơn dương tảo 450, thật đặc biệt, thật hữu hiệu. Promotion mua 2 tặng 1, tặng thêm một mảng cầu sim sẽ là món quà ưu ái giúp chúng ta tìm được hạnh phúc trong cuộc sống. Joy, đỉnh cao của sức khỏe, hân hạnh kính mời.